Rồi, xin chào các bạn. Thì hôm nay thì mình sẽ đi sửa cái con này. Thì tình trạng của nó là mình không phải thợ, nhưng mà mình gặp cái chứng bệnh như thế này. Như là mình vô số này. Đó, số 1 nha. Máy này. Ví dụ nha. Đạp số này. Nó nhé, mình dí như này. Thì cái này phải quay nó gần này nè. Nhưng mà nó cứ quay nè. Lên ga cho mình xem. Đó. Dí số dưới này nè. Quay hoài à. Quay luôn. Này chắc mình nghĩ là bị dính bố, cái Amaya nó bị đứt rồi hoặc là nó bị sao rồi. Thì hôm nay thì mình sẽ đưa đến thợ để cho anh ta xem, rồi có gì mình sẽ up lên cho các bạn xem cái nguyên nhân mà xảy ra cái tình trạng như thế này. Đó. Dí số này, đang số 4 này đúng không? Dí số 3 này. Thường là dí như thế này thì nó sẽ dừng lại. Mình đạp như thế này, này. Mà nó không có dừng, nó chạy hoài à. Đây là con này của mình. Rồi mình bây giờ mình sẽ đưa đến tiệm để cho anh ta kiểm tra cái mình nghi chắc là nó bị cái bố rồi, cái dính bố rồi. Rồi anh ta tháo này bên này này. E135. Rồi. Rồi, chính xác là bố nha các bạn. Thì các bạn nếu mà bị tình trạng này thì các bạn đi ra thay bố là hết. Khi mà các bạn thay nhớt thì các bạn nên thay cái này luôn, lọc nhớt giảm hai nằm trên này nè. Đây. Thay lọc nhớt luôn khi thay nhớt. We'll be right back.
Yeah.